Rồi cái tiếp theo này là tìm kiếm cái danh mục theo tên. Phần này tìm kiếm đúng không? Thì tìm kiếm thì mình phải có cái gì ạ? Cho người ta gì các em nhập tên trên cái form đúng không? Nhập cái tên sau đó kích vào cái nút tìm đúng không các em? Ok rồi, chỗ này thì nó hơi mới tí thì thầy giải thích luôn, vừa làm vừa giải thích. Thì trước tiên là cho người ta cái form đã có gì đâu nhỉ? Thích thì cho form thôi. PS3 form inline này. Rồi. Bỏ bớt đi cho đỡ rắc rối. Filter nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ. Anh Việt lẫn hết cả lộn lên. Cái input khi mà nhắc đến form trong PHP thì các input phải có cái name các em nhé, quan trọng nhất đó. Đó, ví dụ như là tìm kiếm đi, TK đi rồi. À, TK nhá. Tiếp đây thì mình để bình thường đi, không có mail biết gì cả rồi. Trước tiên là nó ta xem cái kết quả đã nào. Đó, người ta có thể lọc cái lọc kiểu vậy đó. Chưa? Rồi, quan trọng này. Quan trọng nha, bắt đầu này. Khi kích vào đây các em, làm sao để PHP nó nhận được cái dữ liệu trên cái form đó. Đó, các em nhìn hôm trước thầy đã giải thích có phương thức POST đúng không? Rồi có gì nữa? Có GET này. Có POST, có GET. Ok, ở đây thầy dùng GET xem nào. Mặc định là GET đó. Nếu mình không bỏ gì nó là GET này. Chứng minh nhá, ở đây là nhìn này. Các em nhìn tên thanh URL của thầy á. Thầy nhập lung tung rồi nhá. URL nó có thêm cái gì đấy, TK bằng gì đấy. Cái thầy vừa nhập á. Đúng không? Đấy là GET nha. Bây giờ không phải GET này là POST này. POST T. Ý, chữ P đâu? Ố. Không phải, nó trùng với cái từ khóa của cái thằng đang quay. Rồi. POST nha. Thì như thế nào đây? Submit nha. Vẫn là EVV gì đó này. Nó submit rồi đó nhưng mà nó không có gì trên này cả. Bởi vì dữ liệu nó gửi ngầm ở dưới, em hiểu không? Rồi. Hai phương thức đó. Vậy làm sao để lấy dữ liệu cho hai phương thức tương tự như này? Ví dụ đối với VET thì chúng ta có một cái biến này các em. Thầy pre cái nào. Ok. Print nha. Cái biến đô la get các em. Get thì có đô la get, viết hoa các em nhé, phải viết đúng như này nhá, không viết sai được. Đó. Bây giờ chạy này. Cái nào? Đó, cái này nó chưa có gì, chưa ghi gì mà đây là thầy ghi này. Đấy. Đấy này, ghi cái gì có get đâu này, có cái key các em. Như vậy là cái tên của input chính là cái key của cái mảng đó. Vậy các em hiểu cái biến này là cái mảng thôi đúng không? Phải không nha? Biến này là cái mảng, nó lưu dưới dạng mảng. Mình học mảng rồi mà. Thì như vậy là cái TK này này, cái TK là cái name của cái này này, là cái key của cái mảng trong này đúng không? Còn cái value mà mình ghi ở trên này này thì là giá trị của cái key đó. Đúng nha? Ví dụ bây giờ thầy thay này nhá, là search đi. Thì nó lại thay thành search thôi mà. Rồi bây giờ thầy chạy nhá. Đó, cái key bây giờ thành search này, giá trị mình nhập vào. À, cái thằng get đặc biệt nhá. Nó ở trên này mình có thể thay đổi trên này được. À, bala, lolo đó. Chưa? Không phải nhập dưới mà thay trên này cũng được. Get nó có đặc biệt vậy. Ok chưa? Vì mình có điều khiển trên này được mà, đây này. Thì quay sang post thì nó lại khác em. Post thì đây là đô la gì ạ? Đúng rồi, thông minh thế. Nó bị cái làm sao để viết chữ hoa được bây giờ nhỉ? Hả? Thông minh đấy nhỉ. Thế mà cũng hỏi đúng không? Cắp lóc. Rồi, đó là post các bạn này. Nó đang ban đầu rộng này, ghi này. Thì cũng như thế thôi, chả khác gì cả. Nhưng mà không có cái gì trên URL cả. Các em enter cái đó lại mất. Đó, nó lại rỗng. Nhập đây submit mới có. refresh thì nó vẫn còn các em, nó vẫn còn, nhưng mà truy cập lần đầu hoặc là enter nó không có. Đối với thằng get thì các em có thể là chấm hỏi này, ví dụ chấm hỏi này rch sẽ bằng gì gì đó, đúng không ạ? Đối với get thì như thế được, nó giữ cái này được, nhưng đối với post thì không được các em nhá. Post thì nó phải là submit form, chắc chắn phải submit, phải nhấn vào cái nút này mới submit được. Đó. Rồi, như vậy các em hiểu cách lấy cái dữ liệu rồi gì, hiểu chưa nhỉ? Đơn giản vào thôi các em. Bây giờ chúng ta lấy nhá, ví dụ thầy lấy cái biến search đi, biến s này sẽ bằng $ post của gì ạ? Cái key là gì các em? À rồi, search. Đó. Đây này, được chưa? Mà sau này quen rồi thì mình cứ nhìn vào đây thôi chứ chả đi đâu xa cả, hiểu nha. Là quen rồi cứ nhìn đây thôi các em. Đó. Rồi. Đấy, thì vậy thôi mà, thì echo là ra này. Đó là S. Rồi khỏi brain đi nào. Ấy, đó là S này biết thương à. Rồi, đây. Đây cho đó là S này các bạn này. Đó, nó ra đó. Mình viết cái gì đây thì nó sẽ ra là cái gì đó. Đúng không ạ? Rồi, như vậy là các em hiểu cái post này nhá. Post get cái đã. Post get là hiểu rồi đó. Vậy thì cái này thầy sẽ copy to lên tên này này. Mình sẽ sử dụng cái này để mình truy vấn tìm kiếm đó. Đấy, tìm kiếm đó. Tí nữa mình sẽ sử dụng đó, bây giờ chưa sử dụng. Yeah. Thì lỡ như mà lúc ban đầu vào em, giả sử đây này, lúc ban đầu vào này nha, nó báo nó báo cái lỗi. Nó báo cái lỗi là undefined index search. Thì index là cái gì các em? Là cái chỉ số key trong cái mảng gì đó, đúng không ạ? Là cái index. Vậy thì rõ ràng là lúc ban đầu mới vào làm gì đâu có post, bởi vì chưa nhấn nút submit, đúng không? Thì chưa có post, mà chưa có post thì làm gì có cái shot này ở trong ấy, đúng không? Vậy thì khi đó các em mới phải gì, mới submit thì mới có. Vậy làm sao mà để khi nó vào đây các em chưa nhấn nút rút gì cả, nó không báo lỗi, không báo lỗi hả? Tạo giá trị trước á, không, nó có phương thức nha. Đây có phương thức đàng hoàng đây. Kiểm tra if, if này các em hiểu như hôm trước học if rồi đúng không? Nếu như iset các em, iset là tồn tại gì đó. Cái hàm iset này trả về true false, đúng không ạ? Đây thầy va đâm cái hàm iset cái gì đó này. Iset phải insert. Iset và làm iset của cái biến post search này cho các bạn thấy này. Nếu true thì ra true và false ra false thôi. Đây ra gì đây ạ? False này, bây giờ thầy nhấn cái nút này cái là gì? False ở true ngay, đúng không ạ? Đúng không? Cái boolean đó, cái đó nó trả về boolean. Vậy thì mình chỉ cần kiểm tra if các em. If iset cái thằng đó. Đó. Thì mình mới lấy cái này đúng không? Không thì thôi. Có mới dùng, không có thì thôi nha. Quan trọng cái này này, có mới dùng, không có thì thôi. Đó. Ok. Được chưa? Như vậy phần xử lý cái phần mà post hay là get hay cái gì đó đều vậy nhá. Sau này get và if set nó là get của cái gì gì đó thì mình mới làm cái gì đó. Ok. Rồi. Đấy là vấn đề về post và get này. Thì thôi cứ dừng video.